Cây lớn mà chết rồi, còn cây này nó bám theo cây lớn mà cây lớn chết rồi, còn cây nhỏ bây giờ lớn, cây lớn rồi đó. Vậy là tính cái vị trí chỗ linh thiêng chỗ này là từ cây lớn tới nhỏ cũng mấy trăm năm hả con? Dạ. Mấy trăm năm. Tham rước bon gì ai biết đó. Năm cũng một lần làm phước một lần nữa vậy đi. Chào các anh chị và cô chú. Hôm nay tình cờ mình đi ngang đây, mình gặp một cái cây có hạn ngồi miếu. Nhưng mà cây này cây gì mình không biết. Nhưng mà trái như sầu chuỗi vậy đó mọi người. Cái lá thì nó giống cái lá sung. Một cái miếu nhỏ và một cái miếu lớn. Thì mình cũng ghé lại mình hỏi thăm người anh Khmer. Thì anh nói là cái ngôi miếu nhỏ đó là do hồi trước là có một cái chị ở Châu Đốc đi du lịch vô đây và có mua 5 tờ giấy số. Thì chị ghé đây cúng. Lúc đó chưa có miếu nha mọi người. Chỉ cái gốc cây có một cái lư hương. Rồi chị mới vô gian giấy và giấy cho chúng tờ 5 tờ giấy số. Rồi không ngờ chiều chúng thiệt. Cái lúc chị giái gian thì chị có hứa là xây một ngôi miếu, nếu mà trúng số thì chị vô xây một ngôi miếu nhỏ phía cạnh phía bên tay trái nè, nó miếu đó. Sau một thời gian sau thì sự đồn đãi của chị nói là cái cây này rất linh thiêng, cho nên có người đến và giái gian, và sau trúng một lần nữa thì có người đến xây một ngôi miếu lớn cạnh bên. Là hiện giờ là chỗ cái cây này là có hai ngôi miếu. Và mình để mình lại gần mình quay cho mọi người xem, và mình sẽ kiếm người ở đây biết về cái cây này, mình hỏi coi là cây gì nha. Đây là thân cây đây. Để chút xíu mình hỏi kiếm người lớn lớn tuổi mình hỏi cái cây này cây gì. À, cái trái cây này ngộ lắm mọi người nè. Trái ngộ lắm. Nhìn cái lá giống giống như lá sung vậy đó. Đây là một ngôi miếu. Ở đây là thì nghe anh người Khmer nói là cái miếu này là miếu thờ bà Dời, bà Lục Dời á. Miếu thờ bà Lục Dời. Còn người Việt mình thì kêu bà Lục Tà đó. Rồi để mình đi tìm hỏi xem cái cây này cây gì và có từ bao lâu rồi nha mọi người. Lòn cà ta đi. Ừ thôi vậy nha. Chua sống trong mình mừng mình mừng. Anh hồi xưa là cái hồi xưa hồi bà không biết nói. Ờ, thà muốn con thà tôm tầm muối lâu tôm pi trắng á tôm pi à nó bị trâu thọ trâu y nhưng với trung tâm tầm muối thôi hai công giờ trên giờ thôi anh cũng vừa sạp tê ờ chờ lâu anh qua một câu sạp thôi kê sai kê đặt luôn thằng cô coi cho hỏi cái cây này là cây gì con liếc biết cái cây liếc Việt Nam không biết kêu gì nữa em cũng quên tiếng Khmer là cây liếc liếc phải nếp đó liếp 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 dạ cây liếp hồi nào giờ mới thấy cái cây cái trái như sầu chuỗi cái trái như sầu chuỗi luôn làm ăn được ăn được luôn hả ăn được ăn được là vì sao chăm gì ca kho là được dạ ca kho ăn ngon á cái trái cái trái ăn được luôn hả con? Được, ăn được. Nít đó luôn lá mà. Ăn lá hả? Dạ. Vậy là cái lá mình chấm cá kho ăn luôn được. Dạ. Lá xin con, tết lá nhưng lại xin lá. Mình coi cũng như rau. Cũng như rau. Dạ, như rau xong. Ngăn chân ra. Nó ăn có cái mùi vị ra sao? Nó chặt chặt á. Chặt chặt. Giống như lá sung vậy hả? Ngăn chân là nghiêng dơ. Ngăn chân là nghiêng rau ấy, là ấy. Vậy là cái cây này nó ăn giống giống như cái lá sung. Đây là đâu thành phố Đồng Nai vô á. Người này đi vô thắp cho bà ở Nam Giang vô.
thích thuốc đấy. Đi đâu cũng xin bà đi theo đi. Đi theo. Mình đi năm gia đình này đi kia gì đó. Mà nói phải cung. Dạ. Vậy là nhiêu đâu cũng nay chui thôi. Vậy sao? Nếu mà giấy giấy vàng mà không cúng là bà theo tới nhà luôn. Là đòi. Mà ba bây giờ không biết mấy. Mơ đi công ty mấy trăm tuổi. Đòi mơ vậy ba đi theo đòi mày. Vô công ty được rồi em hay về cung đó. Mày là mày nói cung ta mày không cung mày được tiền mày nhảy làm bông mày uống rượu mày ngồi trên đầu tao luôn đó. Cái cây này có thời gian là bao lâu rồi cô? Cô biết không? Mày trăm năm rồi. Đấy này sao? Sắp năm nè, thử 7 năm. Có cây kia nữa, mấy trăm năm. Mấy trăm năm rồi. Cây mấy trăm năm rồi chứ? Cây ôm, này ôm á, ôm dính nè. Đó, dính phòng nho xíu vậy. Dính lợn vậy đó. Dạ. Xíu vậy. Bà nói thêm vậy mày, hai tính á. Em cũng chào bà. Nếu mà tính cái vị trí còn cây này nó bám theo cây lớn mà cây lớn chết rồi còn cây nhỏ bây giờ lớn lớn rồi đó theo vậy là tính cái vị trí chỗ linh thiêng chỗ này là từ cây lớn tới nhỏ cũng mấy trăm năm hả con? Dạ. Mấy trăm năm. Tham rước bon gì ai biết đó. Năm cũng một lần làm phước một lần nữa vậy đi. Vì là ở đây cũng có một cái ngày lễ để mà cúng cái miếu này. Có một năm một lần. Nó chưa có đem ra nữa đó chỗ người ta cúng rồi đó. À. Lá trắng trắng đó. Dạ. Vì là cái sàn đó rồi để cúng miếu này. Dạ. Chừng nào người ta làm mới nữa người ta làm mới. Mình là cái cũ người ta chưa có lấy ra. À. Vì là cúng vào tháng mấy ngày mấy ha, con? Đâu ấy ban không được. Thứ hai nó. Tháng Tết là tháng giêng á hả? Tháng nhất ấy, Tết nhất nó. Tháng giêng hay tháng 12? Tháng mấy anh biết không? Tháng 12 nếu mà cuối tháng 12 thì 30 Tết, còn qua tháng mùng 1 Tết thì tháng giêng rồi. Bữa mấy Tết? Nhầm theo tháng, nhầm khi làm theo tháng 11, nhầm khi tháng 12. Vậy hả? Mơ dân mình chứ là nó dân thơ theo mà ta khai mơ. Cây này quá linh thiêng luôn. Vậy là mọi người giấy vàng là phải cúng, không cúng là không được. Cúng không có bà, không có đòi lớn đâu. Nãy chú mẹ chuối thôi, dạ. Miễn có lễ được rồi. Dạ. Thì hiện tại mọi người cũng đã nghe mấy người Khmer ở đây nói bà rất linh thiêng. Nếu mọi người ai đến đây cúng thì giấy vàng cúng cái gì thì phải bà đáp ứng cho mọi người và mọi người phải đến đây trả lễ và cúng cái đó. Nếu mọi người không đến cúng thì bà sẽ đến nhà và đòi mọi người đến tận nhà luôn. Mọi người cứ bất cứ ở đâu xa bà vẫn đến. Hiện tại bà rất linh thiêng đó mọi người. Rồi mình vô mình thắp nhang cái tiếp. Cầm đây anh vô đốt nha. Thắp hai miếu luôn đi. Mỗi miếu 3 cây nhang đi. 2 miếu 6 cây. Nãy có thắp miếu bên kia không? Thắp 2 miếu đi, miếu 3 cây nhang. Thì anh em YouTube cũng như mình đi ngang đây thì thấy cái cây có hai ngôi miếu, thấy cũng là lạ, chắc có sự huyền bí gì đây, cho nên ghé lại và hỏi thăm. Thì thật sự thì ở đây là có sự huyền bí rất linh thiêng nha mọi người. Ở đây là thời bà Dời, người Khmer gọi là bà Dời. Hiện tại anh em đang thắp nhang. À,
ai có cần giấy gian buôn bán, mua may bán đắt hoặc là sức khỏe, tình duyên gì thì mọi người đến đây, hoặc là cầu tài cầu lộc thì mọi người hãy đến đây cúng. Giấy gian bài sẽ đáp ứng cho, và nhớ thì mọi người giấy cúng cái gì thì mọi người đem cái cúng cái đó nghe, nhưng mà không đòi cao, chỉ nảy chuối hoặc là trái dừa tươi là được rồi, người bà cũng vui. Nhưng mà không cúng thì bà sẽ đến tận nhà nha mọi người. Rồi mình sẽ đi vòng vòng mình quay cái nữa rồi cho mọi người xem nha. Hiện trời đang mưa cho nên cái điện thoại cũng hơi ướt, không biết camera nó có bị mờ hay không. Đây ngôi miếu phía bên đây. Cây này mình mới hỏi là kêu là cây liếp. Cây liếp đó mọi người. Anh em cũng tình cờ đi ngang đây thấy cái cây có hai ngôi miếu thì cũng tò mò, ghé lại hỏi xem, thì có sự linh ứng là quyền bí thật.